xe bình thường của mình nè. Thì nói chung là thời gian gần đây mình thấy nó hơi hot trên mạng luôn các bạn đó, mình lên Facebook mình thấy quảng cáo này kia, thì gắn cái này vô chiếc xe bình thường mà nó có thể phát ra được cái âm thanh như phân khối lớn vậy bạn đó. Nên hôm nay mình sẽ đặt mua về một cái như vậy. Thì ở trên Facebook nó bán là 199 ngàn free ship nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn thử vô chiếc winner của mình đây, winner, để xem thử coi thật hư là cái này gắn vô nó có được cái tiếng như phân khối lớn hay không, hay là nó như thế nào nha các bạn. Thấy thì nó có chút xíu vậy thôi nè, nó như thế này thôi, cái này lắp vô cái bô này nè bạn đó. Nhưng mà do cái bô của mình là kiểu như là nó là bô zin, cái họng nó nhỏ, cái họng nó nhỏ hơn cái này nên mình không có nhét được vô như chiếc này nha bạn, như chiếc đờ răng nè. Bạn thấy như chiếc đờ răng cái mình nhét vô một cái là nó vô trong vậy luôn đó, còn cái chiếc này mình nhét nó không vô được bạn. Chiếc đờ răng này thì mình mới lấy về thôi, mới làm xong nguyên cục 54, trời ngày test nữa ok bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử vô xe này nha. Trước tiên là bật chìa khóa lên, đề máy lên trước nha. Đó là tiếng bô bình thường. Thì hồi nãy mình mới đề máy lên đó bạn là nó là tiếng bô bình thường thôi nha. Còn bây giờ mình sẽ lắp cái này vô nghe nó mới ghê nè. Bây giờ đề máy đi nha bạn. Kêu vậy đó, nó kêu như mấy con dế vậy đó. Chứ thật ra thì nó cũng không có quần què gì đâu, đừng có mua phí tiền mà bị mấy thằng trên mạng nó dụ thôi bạn. Này nó thiệt chứ cái này nhìn như vậy nè không bao giờ mà nó tạo được cái tiếng phân khối lớn được bạn. Vì sao cái kèn bình thường vậy làm sao mà ra được tiếng phân khối lớn đúng không, chỉ có bị dụ thôi chứ không có cách nào. Rồi ok, coi như cái clip này tới đây thôi, ngắn gọn thôi, thì để cho mấy bạn khỏi phải mất công mua về rồi lại giục rồi lại tiếc tiền nữa bạn ơi. Nói chung là làm ra được đồng tiền nó quý lắm, mà đi bị những cái con người mà tạo ra cái này lừa gạt mình. Nói chung là mình mua về mình test cho mấy bạn coi thôi, chứ thật ra mình biết từ lúc đầu luôn rồi chứ không phải là không biết. Nhưng mà nhiều người không biết nữa, nhiều người sẽ không biết luôn nên họ cắm đầu họ mua thôi, họ đánh vào cái tâm lý á, tâm lý người dùng á, họ mua. Còn tôi thì tôi biết trước rồi các bạn đó, thì nói chung là vậy thôi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip này, nếu thấy thích thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn, để mình làm những clip khác. Rồi bye bye.